Chào các bạn nhé. Các bạn xem ở đây vừa trải qua một trận lũ khá là lớn. Lũ ở miền núi nó quét đi nhìn bờ suối này. Cỏ nằm rạp ra này. Đấy. Nhưng mà có một loại cây nằm ở giữa dòng suối luôn này mà không bị quét đi. Đây là một cây thuốc nhé các bạn nhé. Cây thuốc này thì Hải cũng đã từng có video về nó rồi, nhưng mà chắc là ít người biết đến thôi. Đấy, giữa dòng suối đấy. Dưới kia có một đám nữa kìa. Cây thuốc này nó chống chịu được với những cái trận lũ này khá là tốt. Cây này có tên là cây dứa nước các bạn nhé. Cây dứa nước chuyên dùng để chữa trị các bệnh về thận các bạn ạ. Thận yếu rồi là sỏi thận đều có thể sử dụng cây này. Nói chung là những bệnh về thận thì sử dụng cây này. Nhất là sỏi thận ấy, hoặc là thận yếu ấy, thì dùng cây này rất là tốt nhé. Đấy. Cây này thì rất là dễ nhận ra thôi. Lá của nó cũng có gai như lá dứa, nhưng mà chỉ có điều là lá nó nhỏ và dài hơn. Nhỏ như ngón tay ấy. Và dài. Dài tầm 50 cm. Trung bình mình sẽ gặp lá dài 50 cm nhé. Còn có khi nó dao động từ 40 đến 60. Có thể lên tới 70 cơ. Cái gân sau của nó cũng có gai này. Gân mặt sau lá. Đấy. Bây giờ đang là mùa nó ra quả nhé. Để Hải xem ở đây có. Nó đang ra quả này. Xem nào. Đây này. Đấy. Quả này còn non. Cây này thì mọc ở ven suối hoặc là có khi mọc ở giữa suối này, bám vào các cái tảng đá hoặc là thậm chí là không bám vào tảng đá, nó bám thẳng vào cái nền đất đá này, nền đá, nền cát sỏi này để nó sống ở đầu nguồn các cái con suối nhỏ, nơi có môi trường nước trong sạch, nó sẽ sống ở đấy. Môi trường sống của nó khá là trong sạch. Và những môi trường thế này thì nó cũng có những cây thuốc khác như là cây thạch xương bồ. Nó cũng sống ở những môi trường tương tự thế này nhá. Nó cũng mọc ở các cái tảng đá ở giữa suối này. Hoặc là bám vào các cái tảng đá ở ven hai con suối. Đoạn này thì không có. Đến đoạn nào có phải quay cho các bạn xem. Qua video thì các bạn cũng sẽ thấy được cây dứa nước này. Nó mọc ở dưới nước, mọc ở các con suối ở miền núi, mọc ở có thể là ở bờ suối hoặc là giữa dòng suối, ở những nơi mà có nước suối trong chảy xiết thì nó sẽ xuất hiện ở đấy. Ngoài việc sử dụng cây dứa nước này thì cây dứa rừng cũng được sử dụng để làm thuốc mà chữa các bệnh về thận. Còn bây giờ thì mình sẽ nói về các bài thuốc từ cây dứa nước này, các bạn chú ý xem nhé. Về bộ phận để sử dụng làm thuốc thì mình lấy phần thân rễ của cây dứa. Thông thường mình sẽ sử dụng phần thân của cây dứa nhé. Đây là cây dứa nước mà. Đôi khi thì cũng sử dụng phần ngọn non của cây dứa nước để chữa bệnh. Thì khi mà dùng phần thân của cây dứa nước thì mình chọn cây già vào để mà dùng. Cái phần thân rễ của cây dứa nước thì các bạn có thể thu hái quanh năm, mùa nào cũng được. Đem về các bạn băm nhỏ ra rồi phơi hay là sấy khô mà dùng dần, phối hợp với các vị thuốc khác. Sau đây thì mình sẽ nói luôn về các bài thuốc được sử dụng từ cây dứa này. Cây dứa thì cây chuyên dùng để chữa các bệnh về thận rồi. Và ở đây có khá là nhiều bài thuốc liên quan đến thận, cho nên các bạn cứ nghe kỹ một chút nhé, vì mình đọc liền mạch đi, cho nên là các bạn cần phải nghe kỹ vào nhé.
Thứ nhất là dùng để chữa phù thủng. Cách làm như sau. Dùng phần thân rễ của cây dứa dại 8 gram. Rễ cau non 4 gram. Vỏ cây đại 8 gram sao vàng. Hương nhu 8 gram. Tía tô 8 gram. Hoắc hương 8 gram. Hậu phác 12 gram. Rễ si 8 gram. Tất cả thái nhỏ, sắc với 400ml nước, còn 100ml chia làm 2 lần uống trong ngày. Đấy là trong trường hợp mà chữa phù thủng nha. Còn tiếp theo là dùng để chữa phù thận, đái dắt, đái ít, nước tiểu vàng đục. Thì dùng thân rễ của cây dứa dại, hay còn gọi là dứa nước, 400g. Dâu ngô 300g, chấu gạo nếp 100g, sao thơm lên, củ sả 100g, nõn tre 50g, cam thảo dây 20g. Tất cả nấu với 2 lít nước, đun cho sôi kỹ trong vòng 30 phút, lọc bỏ bã, thêm đường. Người lớn mỗi lần uống là 200-300ml ngày 2 lần. Trẻ em thì mỗi lần từ 100-150ml. Một đợt điều trị là 5 ngày, sau đấy nghỉ 3 ngày và tiếp tục đợt điều trị tiếp theo cho đến khi khỏi hẳn. Đấy là bài thuốc dùng để chữa phù thận, đái dắt, đái ít, nước tiểu vàng đục. Còn tiếp theo vẫn là một bài thuốc nữa về thận, đấy chính là bài thuốc dùng để chữa sỏi thận, đái dắt, đái buốt, có máu. Trong bài thuốc này các bạn sẽ dùng ngọn non của dứa dại 120g, giã nhỏ với ngải cứu là 20g, cỏ bợ 30g, phèn đen 10g, thêm nước gạn uống. Tiếp theo là bài thuốc dùng để chữa kinh phong ở trẻ em. Thì dùng đọt non của dứa dại 12g, lá chua me, lá dâm hôi hoặc là lá nhọ nồi, lá xương sông, búp mít mật, mỗi thứ là 8g, nhân hạt đào 5 cái, tất cả giã nhỏ, hòa vào một cốc nước đun sôi để nguội, gạn lấy nước trong, thêm đường cách 2 giờ uống một lần, liều lượng, cứ mỗi 1 tuổi uống 1 thìa cà phê. Có thể gia giảm như sau. Trong trường hợp là có đờm khò khè thì các bạn thêm chua me và xương sông. Còn nóng sốt nhiều thì thêm đọt dứa và búp mít. Còn co giật thêm dâm bôi. Đái ít, táo bón thì thêm đào nhân. Tức là tùy theo các triệu chứng mà các bạn có thể điều chỉnh các vị thuốc như trên nhé. Còn tiếp theo một bài thuốc nữa khá là hay từ cái cây dứa nước này. Đây chính là bài thuốc dùng để chữa gãy xương. Thì trong trường hợp này các bạn làm như sau. Dùng thân rễ của cây dứa dại, lá xoan non, ngải cứu, dây tơ hồng, vỏ cây gạo, củ nghệ, mỗi thứ là một nắm nhỏ, giã nát, trộn với lòng trắng trứng gà. Rồi các bạn đắp bó vào để mà chữa gãy xương.